hôn, Trương Quỳnh Anh gay gắt, chắc nhiều người cần học lại cho đáng mặt đàn ông. Từng có lúc gay gắt, sao để đáng mặt đàn ông, chắc có nhiều cần phải học lại. Nhưng rồi Trương Quỳnh Anh lại nhủ, đừng lãng phí cuộc đời vào việc ghét bỏ người khác. Sau một năm chơi trò ứ tim, nay tăng mày hợp, ca sĩ Tim đã chính thức lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi với Trương Quỳnh Anh vào giữa tháng 7 vừa qua. Việc ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh là sự thật. Cả hai ly hôn trong hòa bình, không có bất cứ khúc mắc tranh chấp nào xảy ra, đại diện truyền thông của Tim xác nhận. Ít ngày sau lời thông báo trên mạng xã hội, nam ca sĩ đã công khai cuộc hôn nhân dang dở của mình trước truyền thông. Theo lời Tim, anh và mẹ của con trai đã chia tay sau thời gian hàn gắn nhưng không tìm được tiếng nói chung. Sau ly hôn, nam ca sĩ là người nuôi con trai theo phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, anh và diễn viên họ Trương vẫn sống chung nhà để tiện chăm sóc con. Chúng tôi vẫn đi chơi cùng con và đưa đón con đi học mỗi ngày. Khi Tim bận thì Trương Quỳnh Anh sẽ ở bên cạnh con và ngược lại. Chúng tôi vẫn trao đổi về công việc để chủ động sắp xếp lịch sao cho phù hợp, lấy con làm ưu tiên hàng đầu. Vì sống chung nhà là để tiện chăm sóc cho bé Sushi, cũng như tránh cho con cú sốc tâm lý và những tổn thương khác. Trên tất cả, chúng tôi vẫn là một gia đình, Tim chia sẻ. Về phía Trương Quỳnh Anh, cô vẫn im lặng và tập trung vào công việc. Tái xuất tham dự sự kiện, giọng ca Hạnh Phúc Ảo cũng quay trở lại phim trường. Mới đây, nữ diễn viên vừa khai máy bộ phim ngắn, sảng rỡ xinh đẹp đi làm việc, nhưng ngôi sao 29 tuổi lại đầy suy tư ở phía sau hậu trường. Từng có lúc gay gắt, sao để đáng mặt đàn ông, chắc có nhiều người cần phải học lại. Nhưng rồi Trương Quỳnh Anh lại trấn tĩnh suy ngẫm lại cuộc sống. Thôi đừng hẹn lại nay mai, đắm say này chúng ta biết có dài được bao. Tuổi thanh xuân cũng như mây trời, đừng để hôn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật. Hãy nhắm mắt bỏ qua, đừng lãng phí cuộc đời vào việc ghét bỏ người khác. Hãy dành thời gian đó để yêu thương bản thân nhiều hơn. Khi bạn khỏe, thế giới sẽ trở nên kỳ diệu. Từng người phụ nữ không cần phải kiên cường, rồi khi sóng gió tới bị vùi dập trong nước mắt, tủi thân. Giờ đây, tôi đã trở thành người phụ nữ kiên cường hơn bao giờ hết. Cố gắng để bằng người khác, chưa chắc đã bằng, cứ nhẹ nhàng như chính con người mình lại là điều khiến mình thoải mái nhất. Cách tốt nhất để chữa lành những tổn thương không phải là đối diện, mà là đi qua nó, hay là mình bỏ cả đi, giấc mơ chẳng đuổi có khi lại về. Sau cơn mưa trời sẽ nắng lại, cũng giống như chẳng ai buồn mãi chỉ vì một câu chuyện, dù đó là câu chuyện ngắn hay dài. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ như thế nào, chính khi mạnh mẽ trở thành sự lựa chọn duy nhất của bạn. Có câu nói rằng ước mong của cả đời này chẳng qua chỉ là sớm nắng chiều mưa bên cạnh nhau. Tôi nghĩ trên đoạn đường đời này, vui cũng phải đi hết, buồn cũng phải đi hết. Vui hay buồn là do cách bạn chọn, cớ gì phải hà khắc với bản thân, hà khắc với người. Tôi chọn vui, Trương Quỳnh Anh bộc bạch. Dù không nói rõ tâm tư đang hướng về điều gì, nhưng qua những triết lý sâu sắc về cuộc sống của Trương Quỳnh Anh, nhiều người cho rằng có lẽ cũng như bao người, cô đang buồn và suy tư khi hôn nhân đổ vỡ. Sau những giây phút bi lụy, Trương Quỳnh Anh cũng nhanh chóng quay lại cuộc sống của mình, tận hưởng giây phút vui vẻ bên con trai. Giọng ca Hãy Bước Qua Nhau cũng tìm niềm vui riêng cho bản thân, chăm chỉ tập luyện yoga giữ gìn vóc dáng. Vợ cũ của ca sĩ Tim cũng tới cửa Phật để tịnh tâm. Tim công khai ly hôn Trương Quỳnh Anh, chính thức kết thúc 8 năm và một câu chuyện tình đẹp. Đến thời điểm hiện tại, chuyện tình của Tim và Trương Quỳnh Anh đã thực sự kết thúc khi anh chính thức nói về ly hôn. Sau thời gian dài giấu kín, Tim đã chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn Trương Quỳnh Anh. Khoảng một năm nay, chuyện hôn nhân đổ vỡ của vợ chồng Tim, Trương Quỳnh Anh luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Cặp đôi liên tục vướng tin đồn chia tay, tái hợp, chia tay trong suốt 7 năm yêu nhau. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Tim đã bất ngờ xác nhận chuyện cả hai đã ly hôn. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn khẳng định đang độc thân, không yêu đương bất kỳ ai. Cụ thể, khi đăng tải hình ảnh của bản thân kèm chú thích "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", Tim đã bình luận ngay ở dưới rằng nói hộ là đang không yêu ai. Kèm theo trạng thái, Tim đã đăng hình ảnh đầy tâm trạng của mình. Trước đó, khi rộ lên nghi án ly hôn, Tim từng tuyên bố nếu điều này có xảy ra thì chính anh sẽ tự công bố với khán giả. Phải chăng đây là thời điểm anh cảm thấy thích hợp để nói ra? Trước đó, tờ quyết định ly hôn bị rò rỉ trên mạng xã hội cũng ghi thời điểm là tháng 5, 2017. Tim cũng thường xuyên chia sẻ tâm sự trên trang cá nhân trước đó. Dẫu cho đoạn tình yêu đó như thế nào, tôi vẫn muốn một lần yêu thực sự. Tôi từng liều mạng khi yêu, vấp ngã đến độ đầy người đều là máu, xương cốt vỡ vụn, cũng luôn cố gắng. Tôi không ân hận vì đổ vỡ. Sau tất cả, tôi đã tìm thấy đường sống từ cõi chết. Tim thừa nhận anh đã thay đổi và cố gắng rất nhiều để giữ được Quỳnh Anh, nhưng không được vì gương vỡ chẳng lành. Gia đình hạnh phúc của Tim và Trương Quỳnh Anh trước đó đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, những lần hội ngộ, Trương Quỳnh Anh đi cùng hai cha con, nhưng không ai chia sẻ ảnh chụp chung với mọi người.
Đây là những điều mà Tim sẽ phải hối tiếc khi ly hôn Trương Quỳnh Anh. Bỏ qua những lùm xùm hậu chia tay, thì Trương Quỳnh Anh là một trong những nữ diễn viên tài năng và nóng bỏng nhất nhì showbiz. Trương Quỳnh Anh tham gia showbiz khi còn rất trẻ, cô được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh. Trương Quỳnh Anh để lại ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp và lối diễn xuất tự nhiên qua từng vai diễn. Với chiều cao 1m86 và 3 vòng bốc lửa, Trương Quỳnh Anh cũng thường xuyên xuất hiện với những trang phục táo bạo và khoe đường cong cơ thể. Dù đã chạm ngưỡng U30 và đã làm mẹ, nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được vẻ đẹp và vóc dáng cân đối của mình. Không để lại dấu ấn quá mạnh ở lĩnh vực ca sĩ, nhưng ở điện ảnh, Trương Quỳnh Anh lại vô cùng tỏa sáng. Cô đóng góp gần 30 bộ phim điện ảnh và truyền hình khác nhau. Năm 2015, Quỳnh Anh còn đạt giải thưởng Ngôi Sao Xanh và Sao Việt Toàn Năng. Trương Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp với nhan sắc không tuổi của mình. Nhiều khán giả cho rằng chia tay Tim là quyết định hoàn hảo của cô, vì trong 7 năm qua, Quỳnh Anh đã hy sinh rất nhiều vì Tim, như chịu mang tiếng ăn cơm trước kẽn, Tim đi ngoại tình, gia đình vợ phản đối. Fan của Trương Quỳnh Anh còn mong muốn đơn ly hôn lần này sẽ là câu trả lời cuối cùng, chấm dứt những lùm xùm không mong muốn đến với nữ diễn viên. Trương Quỳnh Anh lên tiếng đầy ẩn ý sau khi Tim xác nhận ly hôn. Trương Quỳnh Anh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân khi Tim chính thức lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi với cô. Mới đây trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh đã có những chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng. Đây được coi là lần đầu tiên cô lên tiếng sau khi Tim xác nhận cả hai đã hoàn toàn chấm dứt cuộc sống hôn nhân, trở về số 0. Sau hơn một năm né tránh, Tim đã chính thức lên tiếng xác nhận đã đường ai nấy đi với Trương Quỳnh Anh sau 7 năm mặn nồng. Vào thời điểm này, nữ diễn viên cũng có đôi lời tự nhủ bản thân. Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật, hãy nhắm mắt cho qua. Đi kèm trạng thái là hình ảnh của cô nhắm mắt như đang suy nghĩ về điều gì đó. Trước đó, Tim khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận mình và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn trên trang cá nhân. Cụ thể là sau khi đăng tải hình ảnh của bản thân kèm chú thích, ánh trăng nói hộ lòng tôi, một fan đã bình luận thắc mắc, nói hộ là đang không yêu ai. Tim nhanh chóng khẳng định, ly hôn rồi yêu đương gì nữa em? Cuộc đối đáp qua lại gián tiếp khẳng định Tim và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn. Như vậy là sau rất nhiều đồn đoán về việc đường ai nấy đi, cuối cùng chính người trong cuộc cũng đã lên tiếng. Ngay sau đó, đại diện truyền thông của Tim xác nhận, việc ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh là sự thật. Cả hai ly hôn trong hòa bình, không có bất cứ khúc mắc tranh chấp nào xảy ra. Người này cho biết thêm, dù ly hôn, cả hai vẫn sống chung trong nhà của Tim. Họ sống chung nhà để tiện chăm sóc cho con trai Sushi. Về thời gian ly hôn và lý do quyết định chấm dứt hôn nhân, phía Tim từ chối trả lời. Vào năm 2017, Tim và Trương Quỳnh Anh gây xôn xao dư luận vì thông tin đã ly hôn, trong khi Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã giải quyết đơn ly hôn cho cặp nghệ sĩ, thì phía Trương Quỳnh Anh và Tim khẳng định họ vẫn hạnh phúc, sau đó họ liên tục xuất hiện tình cảm bên nhau trong các sự kiện. Mỹ Tâm khẳng định, tôi chấp nhận bị chê là bảo thủ. Mới đây, Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ lên fanpage của mình những dòng đầy tâm huyết về chuyện làm nhạc, ra album. Mỹ Tâm bộc bạch rằng cô chấp nhận bị gọi là bảo thủ và kiên quyết không để cho âm nhạc của mình bị bán rẻ. Mỹ Tâm viết rằng người ta có thể đánh giá tính bảo thủ của Mỹ Tâm hơi cao, Tâm thừa nhận, nhưng chính tính cách này đã giữ cho Tâm luôn quả quyết và làm đúng. Đúng như lương tâm, đúng với con người mình, đúng với niềm tin, giá trị sống mình đã chọn. Như khi ra album mới, Tâm quyết sẽ không tiếp tay với nhạc lậu. Không ai mua đĩa của mình thì Tâm chấp nhận, không thành công, không nổi tiếng, Tâm chấp nhận hết. Tâm chỉ có một con đường để đi thôi, đó là chỉ cần làm đúng. Thành quả đến sau có khi còn to lớn hơn những gì mình có thể tưởng tượng. Chia sẻ này nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đồng tình của khán giả. Một số người bày tỏ quan điểm, chỉ cần chị làm đúng với bản thân thì chúng em sẽ luôn ở bên chị. Sống thật, sống đúng với lương tâm thì không có gì phải sợ hãi cả chị Tâm à. Bảo thủ còn hơn là nhu nhược, không làm được chuyện gì. Chúng ta hãy cứ làm những gì đúng nhất và tin tưởng vào quyết định của mình. Nhạc lậu thì không thể thỏa hiệp được, thà mua đĩa của Mỹ Tâm chứ không tiếp tay cho nhạc lậu. Việc Mỹ Tâm bất ngờ nói về nhạc lậu và album Tâm Chính khiến không ít khán giả nghĩ tới chuyện nữ ca sĩ từng nói rằng đang xem xét chuyện kiện tụng để bảo vệ bản quyền âm nhạc. Mỹ Tâm từng nói rằng, tôi vừa buồn vừa cảm thấy khó khăn trong vấn đề này. Tôi là người rất quan trọng chuyện bản quyền, xem đó là hơi thở của mình. Tôi nghĩ những gì không đúng trong thời đại mình đang sống làm mình thấy đau đầu. Tất cả những chuyện tôi đang làm, nếu họ không hiểu như thế nào là công lý, như thế nào là văn minh thì sẽ rất tệ. Tôi không nhờ đến sự ủng hộ của bất kỳ ca sĩ nào khác trong vụ việc này, vì tôi chưa nói gì hết. Tất cả mọi thứ đều do tôi tự giải quyết. Tôi không muốn các ca sĩ trẻ hay bất kỳ ca sĩ tên tuổi nào dính vào chuyện này.
Nếu chuyện đó có xảy ra, thì tôi mong tất cả các ca sĩ đừng dính vào chuyện này. Bởi nếu không thì các bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng, cái đơn vị mình hợp tác cùng sẽ gây khó khăn cho họ.